vua cho người đi mời cắt dự tiền. Cắt người không đến nên vua quyết định cha ngã ba đường mời hết mọi người. Và cứ thế rồi tiệc cưới đã đầy khăn, nhà vua đến chào các thực khách dự tiền. Vua đã nhìn thấy một người khách lạ, áo cưới không mặc, nhà vua đuổi về. Khi ông vua hình ảnh chúa bao từ ai, dần do thai là cắt tiệc cưới không dư. Chúa trời mong muốn dân sống thân, áo cưới phải mặc là áo việc lành. Một vua kia dọn tiệc cưới cho hoàng tử, nhà vua cho người đi mời khách dự tiệc. Khách mời không đến nên vua quyết định ra ngã ba đường mời hết mọi người. Và cứ thế rồi tiệc cưới đã đầy khăn, nhà vua đến chào các thực khách dự tiệc. Vua đã nhìn thấy một người khách lạ, áo cưới không mặc, nhà vua đuổi về. Khi ông vua chúa bao từ ai, dân do thai là khăn tiệc cưới không dư. Chúa trời mong muốn dân sống thân, áo cưới phải mặc.